Đời nay và đời sau vẫn đều biết
lực ta là bằng nhất thiết chi bằng nhất thiệt kiến là bằng tri đạo bậc khai đạo bậc thuyết đạo. Các người hàng trời người A Tu La đều nên đến đây vì để nghe pháp vậy. Bây giờ có vô số nghìn muôn ngưng loài chúng sinh đi đến chỗ Đức Phật mà nghe pháp. Lúc đó đứng như lại xem xét căn căn lời đồn tin tăng hay dài đại của chúng sinh đó thuần vì xưng nó cam đường mà vì chúng nói pháp chung loại nhiều vô lượng. Phần đều khiến vui mừng được nhiều lời lành cả chúng sinh này nghe pháp rồi hiện đời an ổn đời sau sinh về chỗ lành do đạo đường thu hướng vui và cũng được nghe pháp. Đã nghe pháp rồi liền lìa khỏi ca chướng ai ở trong ca pháp theo sân mình kham đường lần lần đều được vào đảo như mây lớn kia mưa rưỡi khắp tầng cả cỏ cây lông rừng và cá co thuông. Theo giống của mọi thứ đều đưa đường dẫn đầy đủ đều đưa sinh trưởng đứng như lại nói pháp một tướng môn vì nghĩa là tướng giải thoát tướng xa lìa tướng diệt rốt đảo đến bằng nhân thiết chủng tri. Có chúng sinh nào nghe pháp của Như Lai hoàng thù thì đồng tụng đúng như lời mà tu hành được không đứng tự mình không hay biết vì sao vì chỉ có Như Lai là biết chúng tướng thể tánh của chúng sinh đó. Nhớ việc gì nghĩ việc gì tu việc gì như thế nào nghĩ thế nào tu thế nào dùng pháp gì để nhớ dùng pháp gì để nghĩ dùng pháp gì để tu dùng pháp gì được pháp gì. Chúng sinh ở nơi càng bằng chỉ có đứng như lại thầy đúng như thân rõ ràng không vì ngại như cây cối lầm rừng các cỏ thuốc kia công từ biển tinh tượng trung hà của non. Đứng như lại vì pháp một tướng môn vì ấy nghĩa là tướng giải thoát tướng xa lìa tướng diệt tướng rốt ráo niên bàn thường tịch diệt trốn về nơi không phần biết như thế rồi xem xéo tâm mưa muôn của chúng sanh mà dắt dìu non. Cho nên chẳng liền về chúng vội nói nhưng thế chúng chỉ ca diễn ca ngông rằng là hi hữu có thể rõ biết đứng như lại tùy cơ nghi nói pháp hay tin hay nhận vì sao. Tùy ca đứng phần thế con tùy cơ nghi nói pháp khó hiểu khó biết thì đó đứng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng qua phương phá ca tối hiện ra trong thế gian. Theo tình của chúng sinh dùng các cách nói phá đứng như lại tôn trọng quý tuệ rắn sâu xa lao giữ pháp yêu này chẳng vội liền nói ra người chi nếu được nghe thời có thể tin yêu. Kẻ không chỉ nghi hỏi thời bèn là mẫn hẳn ca diêm vì thơ đó
dùng các món nhân duyên cho chúng được chính kiến ca giết mong nên biết phi như bừng mày lên nổi lên trong thế gian. Che trần cầm tấn cả mây trí tuệ chưa nhường chớm nhoan sáng chói loà tiện xâm xa vạn đồng kiên mọi loài vui đêm nhật quang bị che quấn trên mặn đân màng mẹ mây mù sa búa gần giường có thể năm tới trần mưa đo khắp cùng. Bốn phương đều xối xuống dòng nước phun vô lượng cõi đấng đều rung đầy nơi nuôi sông hàng hiểm chỗ rằng rợp sinh ra những cây cối cỏ thua ca thửa cây lớn nhỏ trăm giống lúa mộng mà ca thưa mía cùng nhon. Nhờ nước mưa đơm nhuận thầy đều tươi tốn cả đấng vô khăm đừa rơi thua cây đều sấm rê vừng mấy kia mưa xuống nước mưa thuận mồn vị mà có cây lâm rừng theo mỗi thứ đơm nhuận. Thân cà càng giống cây hàng thượng trung cùng hà xứng theo tính lớn nhỏ đều đưa sinh trưởng ca rộng thần nhanh và la trổ hoa trái sắc vàng môn trần mưa rưỡi đến cây cỏ đều thăm mưa theo thể tướng của non. Tình loài chưa lớn nhỏ nương đơm nhuận vẫn một mà đều đưa sớm xế đưa và cũng như thế hiện ra nơi trong đời ví như vầng mây lớn che trùm khắp tất cả đã hiện ra trong đời. Bèn vì ca chúng sinh phân biệt diễn nói bài nghĩa thần của các pháp đấng đại thanh thế tôn ở trong hàng trời người nơi tất cả chúng hồi mà tuyên nói lời này ta là bằng Như Lai là đấng lượng túc tôn. Hiện ra nơi trong đời dường như vườn mây lớn thâm nhuận gầm tăng cả những chúng sinh khô khao đều làm cho lìa khổ được an ổn vui sướng hương sự vui thế gian cùng sự vui niết bàn. Ca chung trời người này một lòng theo lòng nghe đều đấng vô thường ta là đấng thế tôn không có ai bằng được muốn an ổn chúng sinh nên hiện ra trong đời. Vì các đại chúng nói pháp cam lộ trong rằng pháp đó thuần môn vì giải thoát niết bàn thôi dùng một giọng tiếng màu diễn tương nghĩa nghiêm này đều thường vì đại thừa mà kênh làm nhân duyên ta xem tất cả chúng. Thâm đều bình đẳng cả không có lòng bi thử cùng với tâm yêu ghét ta không chút tham đắm cũng không có hạng ngại hằng vì tất cả chúng mà bình đẳng nói pháp như khi vì mong người lúc chúng đông cũng vậy. Thường diện nói pháp luôn từng không viện gì khác ngồi đứng hoặc đến đi trọn không hề nhàm mỏi đầy đủ cho thế gian như mưa khắp thâm nhuận sang hèn cùng thường hà dư giới hay phà giới uy nghi đường đầy đủ. Tuy chẳng đường này đưa người
người chinh kiến ta kiến kẻ đồn căng lợi căng khắp rơi cho mưa pháp mà không chút nhàm mỏi tất cả hàng chúng sanh được nghe pháp của ta tùy sức mình lãnh lấy trụ ở nơi cảnh bậc hoặc là ở trời người. Nàng truyền luân thánh vương trời thích phạm can vua đó là có thuốc nhỏ hoàng rõ pháp vô lậu hay chứng được niên bàn khởi sao pháp thần không và được ba muôn mình ở riêng trong núi rừng thường hành môn thuyền đinh. Chừng được bậc yên giang là có thuốc bận trung hoàng cao bận thế tôn ta sẽ được thành phận tu hành tinh tấn định là có thuốc bậc thường lại có hàng phận tử chuyên tâm nơi phần đạo. Thường thường hành từ bi từ biết mình là Phật quyết định không còn nghi gọi đó là cây nhỏ hoặc an trụ thần không chuyển bấm thôi pháp luân độ vô lượng muôn ức trăm nghìn loài chúng sinh. Bồ Tát hàng như thế gọi đó là cây lớn phần chỉ bình đẳng nói như nước mưa mòn vì theo căn tinh chúng sinh mà hưởng thụ không đồng như những có cây kia đường tư mà nhường đều kha phân dùng món du này để phương tiện chỉ bày. Ca thư lời lẽ hay đều nhiệm nói một pháp ở nơi trí tuệ Phật như một giọt trong biển ta dưới trận mưa pháp đầy đủ khắp thế gian pháp màu những mồn vì tùy chức riêng tu hành như thể lầm rừng kiên. Và có thuốc vinh cây tùy giống lớn hay nhỏ lần lần thêm cấm xe pha của các đức Phật thường dùng thuận một vị khiến cho các thế gian đều thánh đường đầy đủ lần lừa chuyên tu hành rồi đều được đạo quang. Hàng thánh văn duyên gian ở đời chốn núi rừng trụ tâm mình ruộng sao nghe phần pháp đưa qua đó gọi là có thu đều được thêm lần tôn nếu các vị Bồ Tát trí tuệ rất vững bền rõ suốt cả ba cõi. Cầu được thừa tối thượng đó gọi là cây nhỏ mà đứng thêm lớn tôn lại vì có vị trụ thuyền được chứng thân thông lớn nghe nói ca khoa phong lòng rất sinh vui mừng phóng vô số hào quang độ các loài chúng sinh. Đó gọi là cây lớn mà được thêm lớn tôn như thế ca diêm này đứng vẫn nói pháp ra thi như vầng mây lớn dùng nước mưa mòn vì đượm nhuần nơi hoa người đều đứng trên trái cả ca diêm phong phải biết ta dùng các nhân duyên. Ca món thi dù thầy đề chỉ bài đạo Phật đó là ta phương tiện cảm đứng Phật cũng thế nay ta vì các ông nói vì rất chân thật. Càng chúng thuộc thánh văn đều chẳng phải diệt đồ chỗ các